为星妻子，什么呼叫圣极有吗？纵发世上更多再见，俗世纷争不如食尽已分裂，挽手飞奔沧海上九天，一缕正气冠于琥珀月，划破纷天激发豪气张狂澜，要把星空清洗四海中，回复朗一的自觉自然，用我心中一滴血洗净明月。Giờ tôi về từ Yến Lầu thu xếp mọi chuyện. Nhớ đó, chỉ cần tôi thiếu một cọng tóc thôi thì Quynh cũng hết hy vọng rồi đó. Trưởng quầy. Ồ, Khương cô nương, có chuyện gì không? Hôm nay ta trả phòng, ông tính tiền phòng và tiền ăn uống cho ta nữa. À, được. Còn nữa nè, ta muốn lấy lại đồ gửi từ tụ Yến Lầu. À, cô nương, Khương cô nương mở ra coi đi. Thiên thủ Quan Âm quả nhiên đắc tội như người ta. Ừ. Nè, thả ta ra. Nè, mau thả ta ra. Nè, thả ta ra. Người hâm mộ cô. Ngươi muốn gì? Ngươi lại. Tiết mục hay vậy sao lại không kêu ta chứ? Như vậy sẽ tiếc lắm đó. Da vẻ cũng trắng dữ lắm đó nghe. Yến Phiên Thiên, cô không sao chứ? Còn nói nữa, đến muộn vậy, chút nữa thì hắn... Nè, đưa ta đi đâu hả? Sao mà gấp vậy chứ? Khoan hãy nói đã, chúng ta đi cứu người đi. Nè, nhưng mà cứu ai chứ? Nói nữa không kịp đâu. Vậy còn tên mặt nạ khi nãy thì sao? Cứu người quan trọng hơn. Tiêu rồi, chúng ta đến muộn rồi. Quỳnh muốn cứu hắn. Không sai. Mã Thừa Phong, tổng tiêu đầu của tam thập lục tiêu cục ở kinh thành. Sao lại chết ở đây? Mỗi sáng hắn đều luyện công ở đây, đó là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Tiểu cao dò la được người muốn giết cô chính là hắn ta. Hắn? Cô và hắn rốt cuộc có thù oán gì? Tôi đã từng nói rồi, chúng ta hành tẩu giang hồ có lúc vô tình đắc tội người khác. Chẳng lẽ Quỳnh dám nói mình không có kết quán với ai sao? Thiên thủ Quan Âm, cô từng gạt hắn chứ? Quỳnh nói coi.
Gạt hắn cái gì? Ngoài gạt tiền ra, không lẽ huynh nghĩ ta gạt sắc của hắn hay sao? Cái này thì khó nói lắm. Đến Mã Thừa Phong cũng bị cô gạt, tôi phải đánh giá lại về cô rồi. Nói cũng phải, có con mèo nào lại chê cá đâu chứ. Hắn cũng là đàn ông mà. Vậy sao? Rốt cuộc là ai đã giết hắn? Tên mặt nạ giết cô. Nhưng huynh nói hắn muốn giết ta. Thật ra tên mặt nạ mượn danh nghĩa của hắn kêu sát thủ tới giết cô. Trong sân động lúc ta đánh nhau với hắn, đã biết hắn không phải là Mã Thừa Phong, cho nên hắn nhất định phải giết người diệt khẩu. Đáng tiếc là chúng ta tới trễ một bước, không còn kịp nữa. Vậy kẻ sau lưng thật ra là ai vậy? Con người này không đơn giản đâu. Võ công cao lại luôn dùng mặt nạ để đi gặp người khác. Có lẽ người có địa vị trong giang hồ. Thiên thủ Quan Âm à, lần này cô gặp rắc rối to rồi. Không nghiêm trọng vậy chứ? Hy vọng là không. Nhưng tôi khuyên cô hãy lánh mặt một thời gian. Tốt nhất bây giờ là đi tìm một tủ lầu ăn cho no bụng đã. Ê, giờ mà cô còn tâm trí ăn sao? Bây giờ là cô ngoài xã người ta trong tối đó. Có Yến Đại Hiệp ở bên cạnh bảo vệ cho tôi, ai tôi cũng không sợ đâu. Không phải sợ hay không sợ, tôi tính tiền đó. Không phải chúng ta, chỉ có cô thôi. Tôi? Phải, tôi đã dặn Tiểu Cao chuẩn bị thuyền đợi chúng ta ở bãi Vọng Nam rồi, và đưa cô xuống Giang Nam tránh mặt một thời gian. Một mình tôi đi Giang Nam huynh không lo hay sao? Hay là đi cùng tôi đi? Đi cùng với cô à? Vậy sẽ rất nhiều phiền phức, có thời gian kiếm thêm tiền còn hay hơn đó. Thật ra muốn kiếm tiền thì ở đâu mà không kiếm được chứ. Chúng ta có thể là giống như trước đây cùng nhau kiếm tiền được không? Kiếm tiền với cô sao? Chỉ sợ tôi không có phước hưởng thôi. Nếu như thật tâm muốn tôi đi Giang Nam một mình thì sao huynh lại cứ y như cái bóng suốt ngày theo tôi vậy chứ? Cái gì? Tôi là loại người đó hay sao? Tôi muốn theo cô sao? Tôi không tới tìm cô, tôi tìm ngân lượng của tôi. Nè, cô sao vậy? Không sao chứ? Bụng tôi đau quá. Sợ cô luôn đó. Để tôi tiễn cô lên thuyền. Tiểu Nhị, tính tiền. Cái tao muốn là Thiên Thủ Quan Âm Khương Linh. Không có chuyện của ngươi, giao người cho ta thì ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi muốn cô này sao? Lấy đi. Ngươi trúng độc rồi. Ta trúng độc? Ta đã thoa chất độc trên thi thể của Mã Thành Phong. Ngươi lúc đụng vào cái xác đã bị trúng độc rồi. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc cái dấu Khương Linh ở đâu? Cô ấy là người lớn có chân có tay mà, sao ta biết được cô ấy ở đâu chứ? Ngươi không nói thì đừng trách ta không khách sáo. Ta có nói ngươi cũng chưa chắc khách sáo. Yến Phiến Thiên ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay chưa từng bán đứng bạn bè. Ngươi không cần phí lời đâu. Được, ngươi không nói chứ gì. Nè, đừng làm bậy đó nghe. Nếu ngươi sợ thì nói mau đi. Ta không có sợ ngươi. Ta chỉ sợ ngươi làm rách áo của ta thôi. Ta thích nhất bộ này đó. Ngươi? Khương Linh cũng gian xảo lắm, nhưng ta cũng không muốn cô ấy rơi vào tay của ngươi đâu. Hỏi ngươi lần cuối nói hay không nói đây. Ngươi ngốc sao? Nếu đổi là ta hỏi ngươi, ai sai ngươi làm chuyện này ngươi có nói hay không? Bởi vậy mới nói, ngươi biết nói đạo nghĩa ta cũng biết vậy. Được, ngươi muốn làm anh hùng phải không? Ngươi muốn bắt ta phải không? Làm khó hắn làm gì? Sao cô lại ngốc vậy? Tự chui đầu vào lưới à? Tôi đến cứu huynh mà, còn nói tôi nữa.
Chỉ cần hắn không bắt được cô thì sẽ không giết ta đâu. Kiểu này ta quen quá mà. Cấm miệng. Được thôi, ngươi bắt được Khương Linh rồi, ta đi được rồi chứ. Ê, ngươi đi như vậy sao? Cô đối với tôi như vậy, tôi không đi thì làm gì đây? Khiếu nghe. Yến Phiến Thiên, ngươi chết không nhắm mắt đâu. Không cần phải tức, hắn chết đến nơi rồi. Ý ngươi là gì? Yến Phiến Thiên đã trúng độc. Ta đã thoa thuốc độc lên thi thể của Mã Thừa Phong, cho nên ta mới để hắn tự do ra đi. Sư phụ. Sư phụ, đệ tử đã làm gì sai? Sao lại giết đệ tử? Ngươi không làm gì sai, nhưng ta muốn ngươi mãi mãi giữ kín chuyện này. Ngươi là ai? Là người hâm mộ cô. Chúng ta đã gặp nhau 11 lần, nói chuyện với nhau 5 câu. Cô quên ta rồi sao? Ta không nhớ. Thả ta ra. Không gấp đâu, cô sẽ biết ngay thôi. Hương Linh, ngươi là yêu nữ ý mình có chút sắc đẹp đi mê hoặc người khác, hại ta bị tẩu quả nhập ma. Hôm nay ta quyết định không để người tiếp tục làm hại nhân dân. Ông muốn làm gì chứ? Mau thả ta ra. Đừng có gấp, cô sẽ sớm được giải thoát. Ta cũng sẽ được giải thoát thôi. Giờ ta phóng cô lên trời, cô sẽ không còn hại người được nữa. Đừng mà. Cô tôi dậy. Cô tôi dậy. Kêu đi. Kêu to lên đi. Nếu không lên trời rồi sẽ không còn thời gian kêu nữa đâu. Cứu tôi với. Cứu tôi. Có ai không? Cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Đi đi. Ra là vô sắc hòa thượng. Yến Phiến Thiên, mau cởi trói cho ta. Cả vô sắc cũng bị cô hại sao? Cái đó gọi là báo ứng, tự làm tự chịu thôi. Hắn tu luyện võ công mà lại háo sắc, liên quan gì đến ta chứ? Cho nên ta khuyên cô lần sau đừng có mà tham gia cái gì đại hội đấu giá hoa khôi. À phải rồi, huynh trúng độc mà sao lại không sao? Thật ra ta không hề bị trúng độc. Khi kiểm tra thi thể của Mã Thừa Phong, ta thấy mấy con ruồi trên xác cũng chết. Ta đã biết là có độc rồi, cho nên ta đã có sự chuẩn bị từ trước. Vậy sao huynh lại giả bị trúng độc vậy? Vì ta muốn dụ tên đứng phía sau vụ việc này lộ diện ra. Khi đánh với hắn, ta mới biết hắn không phải là tên đeo mặt nạ ở Sơn Động, nên ta giả vờ bị trúng độc, dụ vô sắc ra mặt. Người ta nói Yến Phiến Thiên là lão giang hồ, quả nhiên trí dũng song toàn. Nào, kính huynh một ly. Cạn ly. Chúng ta cạn ly.
Tối qua người uống rượu với huynh không phải là tôi. Sao tụi nó đi lâu quá mà chưa về vậy ta? A Nhật có phải là người không biết nặng nhẹ? Chết rồi, không lẽ xảy ra chuyện gì hả? Ai, trời, không có, không có đâu. A Nhật thông minh như vậy chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Đừng lo dớ dẫn nữa, đừng lo nha. Kêu kêu tí. A Nhật về rồi. A Nguyệt cùng đi với A Nhật sao? Tìm thấy mẹ chưa? Tỷ hỏi một lúc nhiều như vậy làm sao mà để có thể trả lời được? Nói hết. Chuyện là gì? Để cảm nhận được A Nguyệt gặp chuyện cho nên đi cứu. Hết. A Nguyệt, để không sao chứ? Có chuyện để còn đứng đây hay sao chứ? Thở vào nhẹ nhõm. Về hai đứa lại thêm hai đứa nữa. Chào Kiều tỷ tỷ. Muội là Kim Hoa. Muội là Ngân Liễu. Tụi muội là nương tử của huynh ấy. Nương tử? Dạ phải. Ê, chuyện là sao? Thì buông tay. Vì lúc đó đệ đang bị đạo sĩ Thái Hư đuổi giết, không ai sảy chân rất vào động mạnh cơ của hai người này. Sau đó họ bị trúng tà, giở trò chọc ghẹo đệ. Ai ngờ dân làng lại đòi đem đệ đi ngâm lòng heo chứ. Thì ra là chuyện như vậy sao? Thì vậy đó. Nhưng mà đệ đâu có tình cảm gì với hai tỷ muội họ đâu, sao kết thành phu thê được chứ? Không phải chứ, tỷ thấy các muội ấy si tình với đệ lắm luôn mà. Dính như thuốc dán thì có đó, đẹp thì không nói gì mà xấu quắc mới ghê. Nè, xấu đâu là cái tội chứ. Đành là vậy, nhưng nội tâm đẹp cũng không có, đến tỷ cũng không bằng. Họ vừa dữ này vừa hay ghen vừa nhiều chuyện nữa. Làm gì có, tỷ thấy họ cũng hiền lắm mà. Không có đâu, tỷ coi tướng họ là biết rồi. Thật sao? Cặp mắt không có thần, lỗ mũi thì to, tỷ có biết là tướng gì không? Tướng gì? Sát phu đó. Sát phu? Nói cho tỷ biết nha, lại còn ở dơ nữa. Nhiều khuyết điểm tới như vậy sao? Nói vậy thì Kiều Kiều tỷ tỷ đây cũng không tệ ha. Tất nhiên rồi, tỷ tất nhiên không tệ. Còn nữa nha, ngón tay của họ vừa mập vừa thô, đệ sợ nhất là ngón tay con gái vừa mập vừa thô như vậy đó. Đệ sợ nhất là bị người ta nói xấu thôi, tốt nhất đừng nói xấu họ nữa. Nguyệt à, nói nhiều như vậy thêm muốn gì đây? Đuổi họ đi. Ai đuổi ai đây? Thì tìm người đuổi họ đi. Tìm ai đây? Tỷ có thể dùng tư cách là trưởng bối đuổi họ đi. Trưởng bối làm tiểu nhân hả? Tỷ nói thiệt nha, người ta cùng đệ đồng cam cộng khổ, còn cùng hoạn nạn có nhau nữa đó. Khoan hãy nói chuyện khác, nhưng mà tỷ quản lý hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Bây giờ họ ăn không ở không lại làm biến chết được. Đệ nói cho tỷ nghe, tỷ phải nuôi thêm hai người nữa đó. Kiều tỷ tỷ, tướng công ăn cơm thôi. Đâu có, ăn cơm kìa. Mọi người ăn tự nhiên. Nếu không ngon thì bỏ qua cho nha. Không ngon thì bưng ra làm gì? Để không ăn thử sao biết không ngon chứ. Nhìn thấy ghê vậy ai dám ăn chứ. Trời, ăn được mà. Ăn được mà. Ghê. Nấu màu sắc rực rỡ như vậy á, đẹp như vậy mà còn ghê nữa. Phải đó, tỷ nhìn thấy có vẻ vừa đẹp và vừa ngon nữa mà. Đúng rồi. Không phải đâu, nhìn vậy thôi. Ăn vô không biết có bị đau bụng hay không nữa. Không. Tốt nhất đâu, đừng ăn. Bọn muội rửa sạch lắm. Huynh không tin thì để muội ăn thử cho huynh coi. Thương quá. Sao chứ, có gì dạ đâu. Ngon, ngon mà. Ê, vậy thì ăn thôi, giờ gì nữa? Ê, quan. Cái gì nữa đây? Họ tự nấu, họ tự khen ngon là phải rồi, để thử trước cho. Chờ chút nghe, nếu ngon thì mọi người hãy ăn, nếu không thì đừng có ăn làm gì, mắc mệt lắm. Sao hả? Có ngon không? Quý làm sao vậy? Để sao vậy? Ngon mà. Quý làm sao vậy? Dở quá đi. Dở vậy sao? Để ta thử coi. Đừng ăn. Wow. Trời ơi. Sao hả? Trời ơi, quá ngon hả? Lần đầu tiên trong đời ta ăn món ngon như vậy đó. Ngon. Sao hả? Trời ơi, cái gì mà ngon dữ vậy nè. Hồi đó ở Thiên Sơn, ngày nào cũng nấu những món ăn khác nhà cho sư phụ. Mọi người thích đi. Ăn thì ngày nào bọn mùi cũng nấu. Ăn nhiều vô. Phải rồi. Đẹp quá tỷ ơi, tỷ mua ở đâu vậy? Đẹp quá. Để tỷ dẫn hai muội đi nha. Còn cái này nữa được. Chưa thấy cái nào đẹp như vậy đó. Chưa thấy cái chị nào sẽ đem ra hết cho mấy đứa xem. Hey, cả Kiều tỷ cũng bị bọn họ dụ luôn rồi. Hai con người này đúng là khéo nịnh mà. Ba người đàn bà một chiến tuyến là mình chết chắc luôn. Cũng không được, ngoài kia mưa to gió lớn, vẫn lỡ nhà thoải mái hơn. Cũng không đúng là bên nào họ không có chuyện gì làm ép mình thành thân thì hết đường đi chơi luôn rồi. Mà chơi gì mới được, chơi gì cũng tốt hơn thành thân với họ đúng không? Đúng, 36 kế tổ gì thượng sách. Trốn. Làm gì vậy? Trốn, còn không trốn Kiều Kiều tỷ bắt đệ thành hôn với họ thì tiêu đó. Định đi đâu?
Không biết Tứ Hải là nhà Lãng Tích Thiên Nha. Để đứng yên đó. Khỏi quyền đệ đi hả? Đừng có mở lại. Thực ra huynh cũng muốn như đệ ra ngoài mở mang tầm nhìn, nhưng nếu để Kiều Kiều tỷ biết được sẽ phiền phức lắm đó, có biết chưa? Ừ. Đi thôi. Ừ. Nè, chờ đã. Ở đây có chút tiền, huynh bớt sáng tiền mua đồ để dành được. Hey, huynh cực khổ tới như vậy, để sao nỡ lấy tiền của huynh được chứ. Không được đâu. Đi ra ngoài có tiền bên mình cũng sẽ đỡ hơn mà. Đúng vậy, có tiền dù sao cũng đỡ hơn mà. Cũng chưa chắc là dùng tới, nhưng mà thôi. Huynh ở nhà cẩn thận nha. Mai mốt có phát tài đừng có quên tôi nha. Đệ đã lót sẵn đường cho huynh. Có cơ hội nhớ kiếm đệ nha. Ông trời đã giúp ta rồi. Kim ngân hoa liễu, tạm biệt. Từ nay khỏi cần gặp lại. Kiều tỷ hả? Có chuyện có án mạng? Trời ơi, không sao, không sao, không sao đâu. Tỷ đảm bảo An Nguyệt không sao đâu mà. Hả? Có phải cô đốt ta không? Đốt ta ra nông nổi này. Không phải muội. Đốt ta thành cục than. Không phải mà. Phải không? Phải không? Vậy cô ghê qua đây. Qua đây coi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Không phải đâu mà. Không phải là muội đâu. Là tỷ đó. Cái này là cảnh cáo sơ sơ thôi. Ai kêu để bắt chước thiếu niên hư hỏng, bỏ nhà đi bụi làm gì chứ. Cho đáng đời đệ, đúng không? Kẹo kẹo tỷ. Ba người hợp sức ăn hiếp ta. Ta sẽ không khuất phục. Ai biểu đệ không chịu an phận ở nhà làm gì chứ. Kim qua ngân liễu không tốt chỗ nào. Hai mũi ấy vừa biết làm việc nhà, vừa nấu ăn giỏi giang, lại tốt tính nữa chứ. Tỷ quyết định rồi, chờ mẹ tỷ về rồi làm lễ cho mấy đứa thành thân luôn. Thành thân? Hay quá. Sau khi để thành thân rồi sẽ không còn phá vách như bây giờ nữa. Có chết cũng không thành thân đâu. Cái gì đây? Tỷ là trưởng bối, tỷ nói thành thân là thành thân. Đệ không thành thân. Đệ dám không thành thân hả? Đệ không thành thân. Phải thành thân. Đệ mà ép đệ thành thân thì sao? Đệ làm quà thượng còn hơn đó. Nguyệt Quỳnh à, làm quà thượng hả? Tưởng làm quà thượng dễ lắm chắc. Làm sao đi Kiều tỷ? Làm sao đây? Trời ơi, không sao, không sao đâu mà. Tỷ là trưởng bối quyết định, A Nguyệt tất nhiên phải nghe tỷ rồi. Tỷ nói thành thân là thành thân. Trễ lắm rồi đó, hai muội đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Thật sao? Đã ta Kiều tỷ tỷ. Được rồi, vậy mai gặp nha. Ừ. Chào buổi sáng Kiều tỷ. Xin chào buổi sáng Kiều tỷ. Lại ăn bọn thử đi. Làm đó. Wow, sớm vậy đã làm xong rồi sao? Dạ phải. Dạ. Hai mụ cũng vào ăn tự đi. Tự nấu đó. Nè, tỷ ăn thử đi. Nè. Có ngon nè, không tỷ? Không. Không được đâu. Nè, trời ơi. Hả? Được mà. Nguyệt ca ca. Nè, Tứ Nguyệt. Huynh để với nhau đi đâu vậy? Như vậy chứ, cho nè con đường sống đi. Nguyệt ca ca. Huynh đi đâu vậy? Hả? À, Nguyệt nó nói muốn làm quà thưởng kìa. Đúng vậy. Cấm miệng. Không cần khuyên nữa. Muốn tôi thành thân với hai cô, chẳng thà vào chùa làm quà thượng còn hơn đó. Đừng mà, đừng mà. Cùng lắm không thành thân là được chứ gì. Huynh đừng có làm quà thượng mà. Hai cô mới nói là thật chứ? Thật mà. Không được. Kiều Kiều tỷ à, người ta. Đệ đó, đệ đừng có tưởng làm như vậy là uy hiếp được bọn này. Con người đệ hiếu động đến như vậy, đệ đó. Tỷ không tin đệ đúng không? Tất nhiên là không tin rồi. Đệ lập tức đi làm quà thưởng để cho tỷ coi. Đừng mà. Trời ơi, đừng có đuổi theo. Đừng để tỷ đoán trúng. An Nguyệt không quá hai ngày để sẽ ngoan ngoãn trở về nhà thôi. Nhưng mà lần này có vẻ là thật đó nha. Nè, sao đệ cũng mang tay nải vậy? Đệ định làm quà thưởng với An Nguyệt sao? Không có, lần trước trên đường có chút chuyện, nói với quan phủ đã hứa cứu Tiểu Nguyệt sẽ quay lại giải quyết cho xong thôi. Không sao chứ. Không sao, đầu đội trời chân đạp đất mà sợ cái gì. Đi sớm về sớm nha. Để biết rồi, còn An Nguyệt. Biết rồi, chuyện của An Nguyệt cứ để đây cho tỷ. Thật không? Yên tâm.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đại sư. Đại sư, ở đây có chút tiền nhang đèn, xin đại sư chiếu cố. Thí chủ, không phải lão nạp không chịu giúp. Phật môn là nơi tịnh tu. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi muốn tới đây là để tịnh tâm mà, sẽ không làm ồn đâu, sẽ không làm ồn đâu. Thí chủ, tôi biết rồi. Người nhờ bề ngoài Phật cũng là nhờ bề ngoài, đúng không? Tôi thấy mấy tụi Bồ Tát ở đây cần phải sơn lại. Cũng cần, có phải không? Chứ. Nếu thí chủ thật tâm chút. Có lòng thành thì... Vậy thì làm phiền đại sư quá, tiện cho người cũng là tiện cho mình mà. Nếu thí chủ không chê bổn tự thâm bằng cực khổ, lão nạp rất là hoan nghênh. Đại sư nếu sau này có người tới đây tìm tôi á, thì làm phiền đại sư nói tôi xuất gia rồi, sẽ không muốn gặp ai hết, đặc biệt là nữ nhi. Có được không vậy đại sư? Đại sư hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Lão nạp sẽ ghi nhớ. Nhưng có một điều thí chủ cũng nên nhớ, đây là Phật môn, ở đây không được uống rượu ăn thịt. Dĩ nhiên rồi, cái đó dĩ nhiên mà. Nhất tâm. Dạ sư phụ. Được, vị thí chủ về phòng nghỉ ngơi đi. Thí chủ mà. Tâm huynh. Thí chủ, là phòng này. Là phòng này hả? Đây là phòng tốt nhất trong chùa của chúng tôi rồi đó. Sao lại như vậy chứ, cả giường cũng không có, làm sao mà ngủ đây, sao mà ở đây được. Nè, cùng lắm tôi đưa chút tiền nhang đèn nữa, sư phụ đổi phòng tốt hơn cho tôi có được không? Phòng của tôi và phòng của sư phụ cũng không tốt bằng phòng này. Cực khổ vậy hả? Được rồi, ai biểu mình đi lánh nạn kia chứ. Thí chủ cứ tự nhiên, chút nữa tôi mang đồ chay lên cho dùng. Gì? Đồ chay? Đồ chay? Dạ. Lần này đúng là A-di-đà Phật thiệt rồi, chỉ có rau với củ thôi à. Thiện tai, thiện tai. Hôm nay con phải ăn chay rồi. Chưa gì đã bị ăn mất tiêu rồi. Ghê. Này. Đại sư ta đi đâu vậy? Người là người xuất gia sao lại như vậy chứ? Người càng không nên nói dối. Không nên nói dối đâu. Thí chủ đang nói gì vậy? Ta nghe không có hiểu. Có phải là chê tiền nhang đèn của tôi đưa ít quá hay không chứ? Vậy là ý gì? Không có ý gì hết. Ta chỉ muốn ở phòng tốt hơn, có thịt ăn thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu như thí chủ không chịu được cuộc sống cực khổ thì có thể ra đi. Thí chủ muốn gì thì sẽ được cái đó mà. Không cần đi đâu hết, ở đây cũng có mà. Phật môn là nó tu hành, thí chủ đừng nói bậy như vậy. Trời ơi, cái gì mà tu hành, cái gì mà chay giới chứ, chứ toàn là bề ngoài thôi hà. A Di Đà Phật. Đại sư đừng có nam mô nữa, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Thí chủ, nhất định là thí chủ đã nhìn lầm thôi. Ta có thể khẳng định trong chùa không ai dám to gan phá giới đâu. Không có chuyện đó. Đại sư người thật là. Ta thấy ông niệm kinh niệm Phật quá nhiều, cho nên tới nỗi cứng miệng luôn rồi. Ta dẫn đi xem ha. Kéo ta đi đâu vậy? Cứ đi đi. Đi rồi biết. Người nấu căn phòng này sao? Lạ gì? Hồi nãy rõ ràng tôi thấy ông ấy ăn thịt uống rượu ở đây kia mà. Đại sư, có chuyện gì sao? Không có gì. Chuyện là thí chủ đây nói là thấy ông ăn thịt uống rượu ở trong này. Tôi ăn thịt uống rượu vì có khúc mía thôi. Đâu có cái gì đâu. Ăn khúc mía không? Xin lỗi. Tôi nói rồi mà. Thí chủ nhìn lầm thôi. Khi nãy rõ ràng tôi nhìn thấy mà, tôi liền. Sự thật rành rành đây mà còn nói bậy cái gì nữa. Hai người còn chuyện gì nữa không vậy? Không có gì. Không làm phiền ông nữa. Đi mau lên đi.
đi thôi. Thí chủ, thí chủ. Vậy gì ạ? Thí chủ vậy thôi. Ai, sớm như vậy có chuyện gì chứ? Hơi sáng sớm mồm ngào quá. Hôm nay đệ tử chúng tôi tổ chức thí tóc đó. Thí tóc? Cạo đầu hả? À, dạ phải. Cạo đầu? Ê, ê, cạo đầu là chuyện lâu lâu mới làm một lần có phải không? Dạ phải, rất long trọng. Vậy chúng ta ra tham quan đi ha. Sư phụ kêu tôi tới, mời thí chủ ra ngoài đó. À, thí chủ mà. À, mà đi 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 đi. À, tới rồi tới rồi, chào quý vị đại sư. Sao rồi, làm tới đâu rồi? À, thí chủ đợi lâu rồi. Đừng khách khí, mọi người bắt đầu được rồi đó. À, phải, mời thí chủ quỳ xuống. Ta có phải quỳ hả? À, quỳ xuống. À, à. Bắt đầu thí tóc. Đến lượt ai vậy? Quỳ. Ông làm gì vậy? Thí chủ có duyên với Phật, hôm nay lão nạp thí tóc cho thí chủ. Ông điên rồi hả? Đừng có làm bừa nghe. À, thí chủ có tội căn nên quy y của Phật. Đừng có giỡn chuyện này với tôi. Tôi tới đây là muốn yên tịnh thôi, đâu phải là muốn xuất gia đâu. Không lẽ thí chủ đây còn quyến luyến trần tục hay sao? Đại sư à, bắt tôi làm hòa thượng là mở cửa chùa đó. Tôi vốn thích ăn thịt uống rượu mà, thích sanh con thích đàn bà nữa, tôi nói thật đó. Thí chủ thật sự không muốn xuất gia. Cứ bắt tôi thề trước tượng Bồ Tát tôi cũng sẽ nói như vậy thôi. Bắt tôi làm hòa thượng tôi thà chết đi còn hơn. Ê, đứng lại, đứng lại. Đừng tự tỷ, cứu đại dân. Sao thấy chưa, tỷ biết chắc nó sẽ không làm hòa thượng được đâu mà. Cứu đại dân. Nguyệt A Ca, một là huynh xuất gia hay là theo bà bụi về, huynh chọn đi. Nguyệt A, hoặc là để ngoan ngoãn cạo đầu, còn không thì theo bọn tỷ về già đi nha. Còn phải nghĩ sao? Tức là về nhà rồi. Đi đại sư. À, đây là chút lòng thành, xin hãy nhận cho. Ở này, vậy là sao chứ? Thì ra đại sư là kẻ hai mang, nhận lễ của hai nhà. Nè, đừng có nói bậy nha. Quay vòng, quay vòng, quay vòng, quay vòng, quay vòng. Kiều Kiều tỷ, Kim Ngân Quá Liễu, nè nè. Là ông làm đúng không? Thúc à, lần này thật đa tạ Thúc đã cứu tôi nha. Không có gì. Không biết họ còn múa tới khi nào nữa vậy? Sau 12 canh giờ. Vậy không phải họ nhảy tới quẹt luôn sao? Tôi biết họ không tốt nhưng mà để họ dừng lại được không? Được rồi, không có cần nói nhiều nữa. Hi, Praki, Praki. Intro, Praki. Họ tách ra đi đâu vậy? Từ đâu đến thì về đó thôi. Ê, vậy thì tốt rồi, Kiều tỷ thì về Đại Trạch, Kim Quan Ngân Liễu thì về Thiên Sơn. Công an bám theo làm phiền tôi nữa có phải vậy không? Chúc mừng tí chủ. Nè tạ Thúc nghe. Mua cam đi, mua cam đi. Cam vừa ngon vừa ngọt đi. Mua cam đi. Trời ơi, chủ buôn bán không thật thà chút đào hết trơn đó. Tôi rõ ràng mua của chú 10 trái, nhưng về nhà còn có 8 trái vậy. Tôi mua 4 trái dập hết trơn à, chú buôn bán không có thật thà gì hết á. Thím à, thím đừng nói bậy chứ. Tôi đâu có gạt thím đâu, thím đó, chắc già lú lẫn rồi. Làm rớt giữa đường rồi còn nói tôi gạt thím nữa. Đâu có đâu, vỏ tôi đâu có lủng đâu chứ. Biết đâu thím ăn rồi á, thím quên làm sao. Không thể nào đâu. Tôi không cần biết, thím làm ăn đi giùm đi, đừng phiền người khác làm ăn. Như vậy không có được đâu. Có gì không được, bà mua cam ở đâu ai biết được. Ơi. Đừng đứng ở đây làm loạn nha, đi đi, đừng có trách à.
Không đi là đừng đúng có là tên xấu xa. Bán cầm thôi. Đi nhanh đi đừng cản đường. Đúng là lừa gạt mà. Mua cam nữa đi. Đi lại mua hai quả cam cho ta. Cam vừa ngon vừa ngọt đi. Nè, cam vừa ngon vừa ngọt đi. Lựa đi. Lựa vài trái đi Quỳnh Đài. Cam vừa ngon vừa ngọt đó. Hả? Mua xong ghé lại nữa nha. Rồi. Mua cam đi, mua cam đi. Cam vừa rẻ vừa ngon vừa ngọt đi. Người đi nói với mọi người chỗ này á có phát cam miễn phí. Lại chỗ đó. Braki Centro Braki. Bà con của bác có tin tốt đây, có tin tốt đây. Bên kia có cam ăn không mất tiền, vừa ngọt vừa tươi lại không tốn tiền. Bên kia bà con của bác qua đây. À, phát cam miễn phí hả? Qua đây đi, qua đây đi. Phát cam miễn phí. Qua đây qua đây. Xem tướng gạt người mười mấy năm trời, ông ta mời mọi người ăn cam không mất tiền nha. Đi thôi. Đi đây đây. Phát cam miễn phí hả? Đi thôi đi thôi. Đi coi. Con ở đây coi chừng, ta đi coi có chuyện gì. À, dạ. Ai dám giành khách của mình vậy? Chào xem đi. Đừng còn nữa. Ai tới trước thì có trước. Ê, chờ đã, chờ đã. À, ta lấy một trái không? Thành đôi, đôi thành cặp. Thơm ghê vậy, ngọt ngọt. Ngon thiệt đó. Ngon 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 ngon. Cha, nè, kêu con lại coi chừng đi đâu vậy? Con lấy cam đó lấy được hai trái nè. À, tiểu tử thúi cũng lanh thiệt á, mau về coi hàng đi. Hả? Hàng của mình đâu? Hả? À, con để đâu rồi? Thì ở đây mà. Ở đâu vậy? Sao tự nhiên lại mất tiêu? Đã nói ở lại trong chừng rồi mà. Đã kêu con coi hàng thì đừng có đi lung tung. À, sao lại ở đây vậy? À, à? Cam đâu hết rồi? Đó thấy chưa, kêu con trông chừng rồi mà. Thấy chưa, cam mất hết rồi đó. Trời ơi, chú cũng có ngày hôm nay. Chú lừa quá nhiều người nên bây giờ mới bị thần tiên phạt đó. Đúng là báo ứng mà, tên lừa gạt. Trả lại cam cho tôi. Trả lại cam cho tôi. Cái cam này ngon thiệt á. Không biết có phải là do vui nên thấy ngon hay không. Được rồi, thuốc vừa tốt pháp lực lại cao. Sao ở trong ngôi chùa nghèo đó làm gì? Người đoán đi. Không cần đoán, nhất định là do thúc hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, đắc tội với tiểu nhân cho nên bây giờ bị người ta truy đuổi. Sai, số ta hình, trời không sợ đất không sợ, đoán lại đi. Vậy là vợ thúc đi với người khác, thúc giết tên giang phu rồi bị truy nã. Đáng mò. Nói chúng tìm đen thúc rồi.
quầy xinh.